Chào chào tất cả anh em đam mê đồ lính, chào anh em đam mê sưu tầm đồ lính Mỹ, áo khoác M65, tất cả những kỷ vật kèm theo, chẳng hạn như mũ chống đạn, áo chống đạn, kính Mỹ, kính Pháp. Xin giới thiệu anh em chiếc áo khoác M65 size M. Medium Zula phục vụ cho anh em cao 1m67 cho đến 1m75 mặc được. Nặng từ 60 cân đến 80 hơn 80 cân. Mới trên 90%, 95%. À, 567. Dòng áo khoác của quân đội Mỹ cũ này thì nó giá nó nhiều giá do độ mới, tùy theo độ mới thương hiệu lớn nhất hành tinh, thương hiệu lớn nhất địa cầu, thương hiệu quá lớn nhưng tồn tại rất là lâu, đam mê anh em vẫn còn rất nhiều. Những người nổi tiếng người ta cũng đã sử dụng chiếc áo này, những người trong giới kinh doanh, giới làm nghệ thuật, những người bình thường cũng vậy, để hiểu rằng là cái giá trị sưu tầm của áo là cái công năng sử dụng. Nên là những người mà rất là nổi tiếng, người ta cũng có tên tuổi, người ta cũng ở thế giới, người ta cũng dùng những chiếc áo này, những người có tên tuổi trên thế giới. Anh em sưu tầm thì alo cho mình nhé, 0902194222. Áo có giá từ 3,5 triệu cho đến 10 triệu, và trên cái giá 10 triệu là từ 10 cho đến 20 triệu tùy theo cái độ mới.